Xin chào quý vị khán giả đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi hôm nay có những nội dung như sau. Đầu tiên, Góc bóng đá xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành được quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chiến tích lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ 2 của một kỳ World Cup khẳng định đội tuyển Việt Nam đã vươn tầm sánh vai với các cường quốc bóng đá châu Á, khẳng định vị thế trong khu vực. Kể từ khi hội nhập trở lại với bóng đá khu vực Đông Nam Á, đấu trường SEA Games và giải vô địch Đông Nam Á luôn là hai mặt trận hàng đầu mà đội tuyển Việt Nam hướng tới. Những cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam với Thái Lan, Malaysia hay Indonesia luôn được người hâm mộ chờ đợi. Đó luôn là những trận đấu lớn đối với bóng đá Việt Nam suốt hai thập kỷ vừa qua. Nhưng hãy nhìn xem, kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam, đã hơn 30 trận độc cô cò bại trước các đội bóng khu vực Đông Nam Á. Tại bảng G, vòng loại thứ hai World Cup lần này, đội tuyển Việt Nam đã hiên ngang bước tiếp. Đối thủ quen thuộc đến từ xứ vàng đảo thua đoàn quân sao vàng đến gần 20 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia thua tâm phục khẩu phục cả hai lượt trận, còn người Thái thì cũng chẳng mặt mũi nào. Trên bảng xếp hạng hiện tại FIFA đang cập nhật, những chiến binh sao vàng đang xếp hạng 92 thế giới và chắc chắn sẽ tiếp tục thăng tiến. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã bỏ xa đội tuyển Thái Lan tới 14 bậc. Con số này với tuyển Malaysia là 61 bậc, còn đội tuyển Indonesia thua đội tuyển chúng ta lên tới 81 bậc. Bấy nhiêu đó thôi để chứng tỏ rằng đội tuyển Việt Nam đã thật sự vượt qua khỏi vùng trũng của khu vực Đông Nam Á. Những thành công của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong suốt những năm đã khiến hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam không khỏi tự hào. Nhưng đâu đó vẫn còn một số bộ phận người hâm mộ dẫu sung sướng nhưng vẫn hoài nghi sau thành công ở U23 châu Á 2018. Bên cạnh sự tự hào, không ít người cho rằng U23 Việt Nam thành công là do các đội khác không đem đến đội hình mạnh nhất. Khi đội vào tứ kết Asian Cup 2007, người ta vẫn bảo tuyển Việt Nam được đá ở sân nhà. Sự tự tin về vị thế và nỗi ám ảnh xuyên suốt lịch sử bóng đá Việt Nam từ ngày hội nhập quốc tế, chúng ta luôn hỏi tầm vóc thật sự của mình là gì. Nhưng giờ đây, mọi sự hoài nghi có lẽ được xóa bỏ. Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua vòng loại thứ hai World Cup của đấu trường lớn nhất, vinh vang nhất. World Cup là ước mơ của mọi nền bóng đá. Họ luôn đem đến giải vô địch bóng đá thế giới những gì tốt nhất. Những chiến binh sao vàng đã thành công bằng chính những gì mình có. Đó là chiến thắng của cả nền bóng đá. Thắng lợi đến từ thực lực. Nếu không có nó thì không có may mắn hay sự nhượng bộ của bất cứ ai. Như vậy cho thấy thắng lợi của đội tuyển bóng đá Việt Nam đến từ sự đầu tư bài bản trong suốt một quá trình dài, kiên trì, nhẫn nại. Độ tuổi trung bình của các cầu thủ Việt Nam cũng chỉ là 24,8 tuổi, còn rất trẻ. Chúng ta đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng, có chuyên môn, bản lĩnh sân cỏ. Họ có nhiệt huyết, sự tự tin và đoàn kết. Thành công của họ chắc chắn sẽ không dừng lại. Vòng loại thứ 3 sẽ khốc liệt hơn vòng loại thứ 2 rất nhiều. Nhưng ngược lại, đội tuyển Việt Nam sẽ thử sức với những anh tài của bóng đá châu Á. Dẫu kết quả sắp tới như thế nào thì những chiến binh sao vàng đã hoàn thành sứ mệnh đã đề ra ban đầu. Nhưng bóng đá luôn có sự bất ngờ. Với cầu thủ trẻ tài năng cùng với sự ủng hộ về mọi mặt của cả đất nước, tôi tin rằng thành công của bóng đá Việt Nam sẽ không dừng lại trong tương lai. Tiếp tục bản tin Góc bóng đá 24 giờ. Huấn luyện viên UAE bất ngờ nói: "Không ngờ Việt Nam chơi hay đến như vậy." Giành ngôi nhất bảng G, đội tuyển UAE cùng tuyển Việt Nam đi tiếp vào vòng loại cuối cùng của World Cup khu vực châu Á. Tôi nói không dễ,
nhưng UAE đã thắng cả 4 trận. Tôi rất tự hào về đội hình này và những gì họ làm. Mỗi trận họ đều trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao và các cầu thủ đã đạt phong độ tốt. Đây là trận hay nhất. UAE chơi đúng thứ bóng đá mà tôi muốn. Huấn luyện viên UAE hết lời khen các học trò của mình. Dù vậy, chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận UAE vẫn có những sai lầm ở cuối trận, mắc hai lỗi nghiêm trọng và phải nhận hai bàn thua. Tôi không nghĩ đội tuyển Việt Nam có thể chơi quá hay như vậy ở hiệp 2. Suýt tí nữa chúng tôi hòa dù dẫn trước 3-0. Tỷ số 3-2 không thể hiện đúng những gì chúng tôi trình diễn ở đầu trận. Các cầu thủ của tôi mắc vài lỗi nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì những gì họ đã thể hiện được. Tôi rất tiếc là UAE vẫn còn hai lỗi ở cuối trận. Đến lúc này, tôi vẫn chưa quên được mấy phút cuối vừa qua, huấn luyện viên từng đưa Hà Lan tới ngôi Á quân World Cup đã nói. Tiếp tục bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi hôm nay là vòng loại chung kết Euro 2021 đêm qua và rạng sáng 16 tháng 6 năm 2021 các trận như sau. Đội tuyển Bồ Đào Nha thắng 3-0 trước đội tuyển Hungary. Và lượt trận muộn nhất lúc 2 giờ ngày 16 tháng 6, đội tuyển Pháp xuất sắc đánh bại đội tuyển Đức 1-0. Và sau đây là lịch thi đấu vòng chung kết Euro 2021 của chúng tôi hôm nay có những trận như sau. 16 tháng 6 lúc 20 giờ bảng B Phần Lan đá với đội tuyển Nga. 16 tháng 6 lúc 23 giờ bảng A Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ với đội tuyển Xứ Wales. Và trận muộn nhất lúc 2 giờ ngày 17 tháng 6 bảng A đội tuyển Italia đụng độ với đội tuyển Thụy Sĩ. Mời tất cả quý vị đón xem và tiếp tục đồng hành ủng hộ trên kênh Góc Bóng Đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.